Hello, xin chào các bạn. Chào mừng các bạn đến với kênh SC Ticon Blue. Thì hôm nay mình sẽ hướng dẫn các bạn xử lý cái lỗi SC672 của dòng máy Ticon nha các bạn. Thì cái lỗi SC672 này nó là một cái lỗi nó dựa trên cái sự kinh nghiệm để xử lý là chính nha các bạn. Khi mà xuất hiện cái mã lỗi này trên máy thì chúng ta phải tiến hành thao tác làm từng bước một thì mới có thể tìm ra được cái linh kiện bị hỏng hóc hoặc là bị lỗi. Chứ chúng ta không thể nào mà tìm chính xác được ngay vị trí của cái linh kiện đấy bị lỗi là linh kiện nào nha các bạn. Thì đầu tiên để trước khi xử lý được cái lỗi 672 này ấy, thì các bạn cần phải hiểu sơ qua được về cái phần nguyên lý hoạt động của nó trước. Thì khi mà chúng ta hiểu được cái nguyên lý hoạt động của nó trước rồi thì chúng ta mới có thể xử lý được nó nhé. Thì cái lỗi SC672 của máy photo Ticon là gì? Thì cái mã 672 này ấy, đó là cái lỗi khởi động bộ điều khiển. Đó là bảng điều khiển được cài đặt không chính xác hoặc là đã bị hỏng. Hoặc là nó được hoặc là các đầu lối của nó được kết nối không tốt nha các bạn. Thì khi mà xảy ra một trong những cái nguyên nhân này là nó sẽ gây nên hiện tượng là SC672. Thì để xử lý được nó thì chúng ta cần phải hiểu sơ qua được về cái nguyên lý hoạt động của nó nha các bạn. Thì nguyên lý hoạt động của máy photo Ticon copy này ấy, thì khi mà bắt đầu bật nguồn là nguồn 5V, cái nguồn Startbin, Startby này, thường gọi là nguồn cấp trước cho board controller. Hoạt động board này có nhiệm vụ là kiểm tra các tín hiệu đầu vào và đầu ra IO của các tín hiệu như là chốt cửa sensor, vân vân. Thì khi mà các bạn mà có học về sửa qua về máy tính ấy, thì các bạn sẽ hiểu được cái nguồn 5V, cái nguồn cấp trước này nha các bạn, nguồn cấp trước và cấp sau. Khi mà các bạn sửa máy tính thì các bạn đọc qua cái chỗ này các bạn sẽ hiểu, sẽ biết. Đấy, thì khi mà bật nguồn lên thì cái board controller này sẽ hoạt động và nó sẽ kiểm tra các tín hiệu đầu vào và đầu ra trước nha các bạn. Thì vì một cái lý do nào đó mà nó sẽ bị lỗi trên như RAM hay là ổ cứng hoặc là các linh kiện khác được kết nối không chính xác thì nó cũng sẽ báo là SC672. Nguyên nhân thì ở đây có một số nguyên nhân, nhưng mà cái nguyên nhân mà chúng ta hay gặp phải hay chúng ta hay mắc phải là chúng ta thường hay rút điện đột ngột, hoặc là chúng ta tắt máy mà chờ máy nó lâu quá chúng ta sẽ rút điện, rút phích ngang ra mà máy nó chưa hoàn toàn tắt điện hẳn, hoặc là chúng ta chưa tắt công tắc, chúng ta sau khi chúng ta rút phích cắm ra mà chúng ta lại cắm lại ngay thì nó sẽ dẫn đến gây hiện tượng sốc điện và nó sẽ làm khởi động sai một số cái chức năng của máy và nó sẽ báo SC672 nha các bạn. Đây như cái trường hợp đầu tiên này, cúp điện hoặc là rút dây điện đột ngột hoặc là tắt mở máy liên tục làm cho cái dơ le bị sốc điện đó. Với những cái dòng máy mà 502, 501 thì nó sẽ dùng công tắc là dơ le, khi mà chúng ta tắt bật mà không dứt khoát nó cũng sẽ gây nên hiện tượng 672. Còn một vài số lỗi nữa thì mình cũng chỉ để đây các bạn đọc sơ qua nhé. Cái trường hợp đầu tiên là chúng ta rất hay gặp luôn này. Và đặc biệt là những cái bạn mà mới bắt đầu vào nghề là rất hay rút điện ngang và bật tắt công tắc không dứt khoát. Đó. Thì để khắc phục được cái lỗi này ấy, thì chúng ta thường ấy, chúng ta tìm kiếm trên mạng những cái giải pháp thì thường sẽ chỉ ngay đến là RAM đúng không ạ? RAM hoặc là ổ cứng. Thì bởi vì như lúc đầu mình nói là cái lỗi này chúng ta không thể nào mà có thể chuẩn đoán được ngay là nó ở cái linh kiện nào. Vậy cho nên là chúng ta sẽ phải dùng cái phương pháp loại trừ nha các bạn. Ở đây thì có một số cách đây, các bạn có thể tháo ổ cứng ra và các bạn khởi động lại máy để loại trừ ổ cứng đầu tiên. Sau đó các bạn sẽ tháo RAM và vệ sinh RAM và tiếp tục cắm lại RAM để xem nó đã hết báo 672 chưa. Nếu mà vẫn chưa hết thì các bạn có thể chuyển sang bước 2. Đây có thể là do nguồn được độ lại từ nguồn 110 đến nguồn 220 cho nên là cái cục pin tích điện nó sẽ tích là rất là lâu, nó không ngắt được dây le chính, cho nên là chúng ta cần phải rút hẳn phích nguồn từ máy photo và ổ điện ra. Và chúng ta sẽ tiến hành tháo bo mạch controller ra để chúng ta giúp nó xả điện hoàn toàn trong main ra. Và chúng ta gắn lại thì lúc này nó mới hoạt động được chính xác nha các bạn. Đây khuyến cáo này, không nên bật tắt ngang máy
tránh cúp điện đột ngột. Rồi thì bây giờ mình sẽ tiến hành mình làm thực tế trên một cái main nhé. Đây thì trước mặt các bạn đây là main của đuôi 4, Recon đuôi 4. Bên trái các bạn đây là main hình ảnh. Và bên phải là main controller. Main controller thường thì nó sẽ có RAM và ổ cứng. Đây ổ cứng đây, và do đây là main của đuôi 4 nha các bạn, cho nên là RAM nó sẽ là RAM onboard. Nó sẽ ăn liền trên main luôn. Khi mà các bạn gặp phải cái trường hợp 672 trên dòng Recon đuôi 4, cụ thể là 4054 hoặc là 5054 hoặc là 4055, 5055 thì các bạn đừng nghĩ đến cái việc mà tháo RAM ra vệ sinh nhá, bởi vì RAM nó đã được ăn liền trên main rồi và các bạn sẽ không thể tháo được ra đâu. Khi mà hiện tượng 672 xảy ra trên dòng đuôi 4, đuôi 5 trở lên ấy, thì các bạn đầu tiên là các bạn hãy rút ổ cứng ra, tháo ổ cứng này ra để chúng ta loại trừ khả năng là ổ cứng nó bị hỏng hóc và nó sẽ gây nên hiện tượng 672 nha các bạn. Đây, ở đây nó có hai rắc cắm này. Các bạn sẽ tháo cái rắc cắm này ra, hai rắc cắm ra. Chúng ta sẽ tháo cái ổ cứng ra để loại trừ cái ổ cứng này đầu tiên, bởi vì nó dễ tháo nhất, dễ thao tác nhất. Sau đó chúng ta bật máy lên mà nếu mà máy vẫn chưa hết báo 672 ấy, thì chúng ta sẽ tiến hành chúng ta tách rời hai cái main ra. Trên máy ấy, hai cái main này nó sẽ kết nối ăn liền với nhau như thế này. Thì chúng ta cần phải tháo ra và chúng ta kiểm tra xem hai cái kết nối này nó có được chắc chắn và ăn khít với nhau không nha. Hoặc là nó có vật thể lạ, bẩn hay là bụi ở trong này không nha. Nếu mà có thì chúng ta cần phải vệ sinh cái điểm kết nối giữa hai cái main controller và main hình ảnh này. Thì trên cái main hình ảnh này ấy, thì nó được ăn liền kết nối với cái main controller. Mà cái main hình ảnh này thì nó lại cũng lại được kết nối chung với một cái main nữa là cái main chính này. Thì khi mà xảy ra các lỗi 672 thì khi mà các bạn đã tiến hành xử lý các bước hai bước trên đấy là tháo ổ cứng và vệ sinh các điểm kết nối hai cái main này mà vẫn chưa được thì các bạn sẽ tiến hành kiểm tra những cái phần dây kết nối này từ main chính đến cái main hình ảnh này nha các bạn. Thì đặc biệt là cái dòng Recon này rất hay bị lỗi cái dây kết nối này. Cái dây kết nối này thường nó sẽ được kết nối từ main chính lên cái main hình ảnh. Đây thì cụ thể là nó sẽ nằm ở vị trí này các bạn. Được chưa? Khi mà xảy ra cái lỗi này mà chúng ta cũng cần phải kiểm tra cái sợi dây này nhé. Sợi dây này nó rất hay bị lỗi luôn. Đây khi mà tháo ra chúng các bạn phải bấm vào cái ngàm này và các bạn kéo lên. Chúng ta kiểm tra các cái đầu dắp này và các cái điểm cắm cái lối dây này nó có bị bẩn hay là bị bong chóc gì bên trong này không nha. Cái dây này khi mà chúng ta cắm cái dây này chúng ta đi dây không cẩn thận là cũng sẽ bị gãy gập và đứt ngầm bên trong nhé. Đứt ngầm bên trong là nó không kết nối được, nó không tải được tín hiệu lên và nó cũng sẽ báo 672 nha các bạn. Cái sợi dây này là bên mình đã gặp vài trường hợp là bị hỏng cái dây này rồi. Rồi cái bên chính này nó cũng chỉ có cái sợi dây đấy là chúng ta cần quan tâm thôi. Tiếp đến là chúng ta cũng cần phải kiểm tra các đầu kết nối USB. Được chưa? Cái này là cũng cực kỳ dễ hay bị lỗi trên dòng đuôi 4 này. Cái đầu cắm USB này là nó sẽ kết nối từ main điều khiển đến cái bảng điều khiển nha các bạn. Cái màn hình điều khiển ấy. Cái panel ấy. Bảng điều khiển. Khi mà cái rắc cắm này kết nối đến cái bảng điều khiển bị lỏng hoặc là bị tuột ra ấy, thì nó cũng sẽ báo 672 nha các bạn. Bởi vì lỗi 672 đó là cái lỗi kết nối hoặc là nó chính xác nó là lỗi kết nối là chính nha các bạn. Khi mà các điểm kết nối mà nó không chính xác hoặc là nó bị lỏng lẻo ấy là nó sẽ báo 672 nha các bạn. Rồi thì đây là main của Recon đuôi 4 nha các bạn. Mình sẽ bỏ sang bên này. Tiếp tục ở đây là main của Recon 5002 này. Thì main của các dòng đời thấp hơn ấy thì RAM nó sẽ rời ra như thế này. Được chưa? Và đây chính là cái vị trí ổ cứng của nó. Thì đầu tiên là các bạn cứ tháo ổ cứng ở trước cho mình nhé. Các bạn chỉ cần tháo con ốc này ra này. Và hai con ốc này ra, ba con ốc thôi.
bán ốc này ra là chúng ta sẽ lấy được ổ cứng nó ra. Sau khi chúng ta lấy ổ cứng ra thì chúng ta sẽ để ra ngoài và chúng ta cắm lại cái bên controller này và khởi động lại máy xem đã hết 672 chưa. Chưa hết 672 thì chúng ta sẽ tiến hành chúng ta tháo ram và vệ sinh. Đây bây giờ mình sẽ tháo ram này. Các bạn dùng tay các bạn bật hai cái chốt trắng này ra ngoài là nó sẽ ram nó sẽ lên. Rồi được chưa? Chúng ta kiểm tra xem cái vị trí chân đồng của ram này nó rất dễ bị oxy hóa nha các bạn. Thì để xử lý được nó thì các bạn dùng cái cục gôm tẩy bút chì hoặc là một cái tờ giấy trắng như này. Các bạn sẽ trà vào cái phần vị trí chân ram này. Đó, các bạn trà vào cái vị trí chân ram này để chúng ta vệ sinh cái chân ram này. Các bạn thấy nó bẩn không ạ? Chúng ta trà khi nào mà cái chân ram này nó sáng bóng lên là sẽ được nha các bạn. Và cái vị trí khe cắm ram này các bạn lên dùng một cái bàn chải hoặc là một cái chổi cọ các bạn vệ sinh bên trong đi. Các bạn cọ sơ sơ bên trong đi để vệ sinh đó. Cái ram kia thì chúng ta cũng làm y như vậy luôn nhé. Rồi sau khi làm xong thì chúng ta sẽ tiến hành chúng ta cắm cái ram này lại. Các bạn để ý cái khe cắm ram này. Đây, cái khe cắm ram này và cái định vị của cái khe cắm ram này. Rồi các bạn dùng hai ngón tay và các bạn ấn cân nó xuống mạnh xuống là nó sẽ xuống. Rồi được chưa? Khi mà các bạn vệ sinh ram xong mà các bạn cắm vào ấy và các bạn vẫn thấy máy báo 672 thì các bạn có thể rút hẳn nguồn điện của máy photo ra trước. Các bạn chờ khoảng các bạn tháo cái main controller ra, các bạn để khoảng 5 phút để cho máy nó xả điện. Sau khi xả điện xong các bạn kết nối cắm lại cái main controller này vào và gắn chặt bằng ốc vít, sau đó chúng ta sẽ cắm điện vào máy và khởi động máy xem nó còn báo 672 không nha các bạn. Nếu mà máy vẫn báo 672 thì các bạn sẽ dùng phương pháp loại trừ ram, đó là các bạn tháo lần lượt từng thanh ram ra một ra. Các bạn tháo từng thanh ram một để và chúng ta khởi động lại để xem chính xác là cái thanh ram nào nó bị hỏng, bị chết. Và hoặc là chúng ta có thể tháo luôn và liền lúc hai cái ram ra cho không mất thời gian và chúng ta cắm hai cái ram mới vào để chúng ta loại trừ xem có phải chính xác là do ram hay không, hay là lỗi nguyên cái bộ main ổ cứng này. Đó, thì đây là thì vừa rồi là mình đang trình bày về cái lỗi SC672 trên dòng máy Ricoh. Thì cái lỗi này nó là cái lỗi khởi động. Chính xác thì nó là cái lỗi khởi động. Do một số cái linh kiện nó kết nối lỏng lẻo, cái lỗi không chính xác, hoặc là cũng có thể là lỗi phần mềm và cũng có thể là lỗi cơ khí do chúng ta bật tắt nguồn không dứt khoát đây. Và sập điện đột ngột. Cái ban này thì nó không chính xác vào bất cứ một cái linh kiện vào một cái vấn đề gì cả, cho nên là khi mà xử lý cái này thì chúng ta cần phải có kinh nghiệm và cho phải từ từ xử lý từng bước một, chúng ta không thể xử lý ngay được một lần được nó đâu nhé. Đó thì vừa rồi là mình đã trình bày xong cái phần xử lý về lỗi SC672 cũng như là cái nguyên lý và cái cách xử lý của nó. Rồi chúc các bạn thành công ạ.